chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục vẫn là hai anh em mình lên khu này để bắt cua cả nhà ơi. Tại ở dưới rừng hết nước ròm rồi, hai anh em mình về trên nhà đây để đi bắt cua. Ở trên đây thì hai anh em vẫn đi làm mò tôm bắt cua như là ở dưới rừng. Hôm nay hai anh em mình lên khu này nè, quằn hết cái khu này luôn. À, mới chuyển thôi. Trong quá trình hai anh em bắt cua sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem. Giờ mời cả nhà đồng hành cùng anh em mình để trải nghiệm một ngày đi bắt cua nha. Giờ hai anh em mình xuống khu lá này để quằn cua trước, do nước ở ngoài rạch đó còn ngập quá nên hai anh em không có quằn được. Giờ bắt đầu xuống đây nè, bắt đầu đi chi tìm những con cua, mong rằng vạn sự khởi đầu nan, cặp hang đầu là có nha. Trong lá thì hơi tối nhưng mà nhầm chỗ thì cũng sáng. Anh Tư gặp hang cua đầu tiên. Hang này hết sảy còn lại không? Xả đúng hả? Đúng mà. Ê, bò rồi. Cua nó xả đúng mà nè. Cua nó mà cũ. Này mà cũ nha, dấu bấm cua. Ờ, không biết có không này, sao bò quá trời luôn mà sao kỳ quá. Rồi đúng không? Ừ. Nè, tất cả nó bò nè. Ủa. Không biết sao đây, nước dòng quá. Ờ. Hết sảy rồi. Sao kỳ quá, bò bấm đi quá trời luôn. Chưa biết như thế nào. Ờ. Hên xui đi. Mong là may mắn là được rồi. Mở hàng con đầu. Con đầu tiên. Hàng đảm hả? Chỗ đó hả? Ngắt. Đó, giờ hai anh em mình sẽ quằn vòng cái khu này trước. Lát nước rút rồi mới ra ngoài quằn. Hàng nghi nghi quá. Kìa. Ồ. Quá trời đã hàng đâu mà, thì ghê mà. Cua có da dùi ra vòng đây không? Nước quá trời nước. Ừ. Sợ đi ăn chưa về. Thọt rồi khó không? Đụng cái coi. Cũng hơi sâu, sâu kỳ. Cái hang thấy không? Đúng rồi. Ừ. À, sâu dữ vậy. Có lý á. Thầy thấy cái màu nước á, nó không đã. Nước dòng hay sao? Mồi ngách nữa hả? Ủa. Mồi ngách kế bên nữa. Sợ nó cong hả? Ừ, sợ nó gai chút. Mình không biết, bỏ cua uổng. Thôi anh mồi ngách. Hàng đầy. Mồi ngách đầy. Qua đó mồi ngách nữa. Cùng lóng ngách là không có nuôi luôn. Rồi. Hang đầu tiên là không có con cua. Nhưng mà không sao. Đường anh em mình còn dài lắm. Còn dài mà. Giờ hai anh em mình quằn vòng đây tiếp. Cua để ra làm đâu. Không gặp con cua. Đào bươi ra luôn. Hai anh em chia nhau ra quằn. Cái dạt ao này. Trong lãng lá nãy không có. Chứ không qua lãng kia rồi nè. Lãng bữa không mới được đào bự. Nửa ký. Nửa ký được không á? Nhìn dinh nước à. Ồ. Ồ, thiệt. Nè. Thiệt. Mở hàng đầu tiên đi em. Đây. Mở con đầu tiên. Đó đã. Ngon ha. Ủa lạc đâu? Bên vào hả? Đây cái nhà. Nhìn cái ao này cua đào quá trời đào luôn mà giống người ta quằn cũng nhiều lắm. Hai anh em mình móc lại. Móc lại xong chút nước cạn cạn á mình qua mấy cái đám lá bữa. Đi với anh Hiếu đồ có cua đào bự không? Có bến coi coi có cua nằm lại không? Bữa nước ngập mình quằn không được.
quá sơ quần. Này sáng giờ hai anh em á vô lắng lá đồ quần, cái cô có không cái ở đây nó cạn không? Quần sau giờ cạn rồi nè, giờ dần ao này cạn. Thấy sa mạ nó bư ra thấy có nước, một cáo, con cua hang cua sáng vậy mà da nó ghê. Thôi mở hàng này, mở hàng cua tiên đi. Có bao nhiêu? Một bao phong thủy hả? Rồi giờ hai anh em mình đi, dạy bánh cả nhà. Mình xuống đây anh gặp hang cua sao mà cục cục luôn. Cua ở đây cũng dễ bắt đó nha. Cũng cần làm nhiều. Ít cần làm nhiều hơn. Môi tay cái học vô. Đụng. Nó lên luôn. Lên. Yến hốc ánh. Đưa ra nha đi. Cua hai da. Hai da. Hai da. Đã. Bao này bóp cái gì? Bóp hai da không? Cốm á. Hai. Quẳng đó chưa? Trên cục đó đó. Giấu ai bắt cua đầu mình mới chỉnh. Quá trời. Để đặt cái túi. Ừ. Xé ra để chút không đủ là lỡ mà đụng ổ cua rồi là bắt. Liên tục luôn á. Này trời nắng à. Nắng lên nhưng mà có cũng có chuyển mây này. Mây đen. Rồi hai anh em mình chốt cua xong hai anh em quần tiếp nha cả nhà. Một con nữa. Được. Bỏ bao. Anh gặp hang cua nữa kìa, anh đang đào. Đang đào đang sới nữa. Đây. Sáng mà dài vô quá nha. Rồi không biết sao. Chúng ta bắt quá trời. Ừ. Đâu tập lên mấy chục hàng. Con sổ mà. Đụng. Có hàng. Mở hàng, mở hàng, con cua nó ra. Không dài mình đi mở hàng đàn cua ra với cá ra. Mà hên nhà phút cuối. Không sao. Nay hai anh em quyết tâm mà. Đi bắt cho có cua bằng được. Đi tới chiều luôn. Lên chưa? Lên. Đó. Lụm ảnh lụm hai già không à. Cua này không. Rồi cua có dịu luôn. Dịu luôn. Hai già. Con kia nãy cũng dịu luôn. Chưa dịu bằng con này. Ờ con này dữ ra. Còn khúc này nữa hai anh em mình đảo cho hết luôn rồi đi qua ngọn kia. Đi quần kiếm mấy con cua đó coi nó bắt được không. Cua này về là đưa cho mẹ. Cua này ăn à, bá chéo chắc. Cho mẹ ăn. Này kho tiêu thôi, trời ơi. Ngon lắm. Kho tiêu kho lạc cũng ngon. Xong. Đi. Mình gặp hang cua mà không biết có không mà mình thọt sâu sâu quá. Để mình kêu anh Tư qua. Lúc kêu móc luôn rồi. Để anh Tư qua anh bắt.
đây nè, đưa con cua nè, giờ anh qua đây cái hang của mình anh bắt, không biết có không, còn mất sâu đúng không, đúng chưa, đúng bắt ra hai con chó luôn. Ừ. Con cỡ đó, cỡ đó, có con bên nè, cái kia không cần nhu, cần nhu lên không cần móc em đâu trời, để đâu rồi, lên đi móc đâu, có móc chưa, chưa, để lên đi, lên đi, mấy cái thọt hay không, có lấy ra rồi. Quá trời luôn. Dợp hả? Nằm dưới mé không? Đi đây. Nằm dưới mé ta mò luôn. Mò lại được hai con. Nằm không có nằm trên, nằm dưới mé không? Bằng lần hai con. Mới bắt bệnh con nghe hú ở đây. Không biết hướng nào, đi ngược là đắng. Được đâu, nghe gắn đi, chỗ chiếc ghe mới đó, nước nó đang chảy ngay cống kia vậy, bắt xong xuống ngọn này ha, hai anh em quần tép ngọn này, bữa cua đào quá trời. Đốt. Cua này muốn cốm nữa, hai da nữa, nhu đụng cái miếng sành gì trống á, tưởng đâu cua giờ hột xe móc có còn ăn vô nữa mới đụng, móc cục quá, móc nãy chừng mình đạp lên luôn rồi, mất việc rồi, mới móc vỏ nó nhiều rồi. Rồi xong hai con à, nói luôn đi, xuống lên lóc rồi đi đánh đàn được chưa, đây gặp hang cua ở đây chú, nãy có giống gì vậy, gặp chú này đang, dợp hả? Đang đi bắt hồi hộp nè, hộp với cá bóng nè. Có không chú, được mới rồi chứ nè, chú lớn tuổi rồi mà chú còn đi hồi hộp đây nè, chú này nhiêu tuổi chú, có mấy rồi em ơi, sao mấy hả? Ở nhà làm gì đi gấp phải nó dạ dạ kiếm tiền mà phải tháo đồ thôi dạ, ủa vậy nãy giờ chú mò đây hết mấy ngọn này hay là có người khác ta bắt nữa, giờ vậy nãy bên kia có người ta mò quá trời luôn, có người ta mò quá trời luôn, dạ mò hai bên mé nè, thấy quá trời luôn, vậy chú con vô tấm lành lên coi thử coi, dạ. 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 Nãy giờ hai anh em cũng bắt được mấy con à. Đó. Kẹp hai cái móc hai bên đó. Móc anh đi. Ồ chắc rồi. Đừng vô ngồi chắc. Ở đây dợp ở trên giờ chắc không có nhiều chú, không còn dẫn mấy anh kia đi bắt cũng ở trên không có, mà nãy giờ cũng thấy bị hai bên mé ta mò quá trời luôn, mấy cái ngọn đây đi ra luôn nè, nhánh bên tay phải tay trái, dạ nãy đi vô chỗ thấy hai bên gì vào nát luôn. Xong rồi dạ. Ngồi nói chuyện với chú một tí, dợp nằm lúc ở trong này bự phá không hay à,
đành đành em được. Đó, đi bằng cua. Cua nó đào. Bới nó sới. Móc tùm. Tùm lum luôn. Đào lỗ nào lấy bự bự gì không? Đó. Vậy một hai anh em quằn nãy giờ không thấy luôn. Đào á, trăm lỗ. Hàng trăm lỗ. Không thấy con cua đâu. Quằn đã rồi nãy giờ. Ảnh là cái hàng bằng cái tô mà không biết có không. Lấy bằng tay xè ra bệnh đi lên chỉnh cái ngắt à. Lấy lòi à. Lấy lòi anh dịu. Cái ngắt luôn hả? Ừ. Sâu mà, tập lúc tôi cực đó mà. Có lý. Sâu, sâu rồi có lý rồi. Giờ cái ngắt. Sao? Cái cua mà lặn dưới vậy. Lúc luôn à. Đây, đây mình ta. Nó rác ra bệnh rồi à. Cái gì là ông tử luôn. Ừ, đằng đó. Rồi. Rồi, đi đi. Để cái này thả được. Ừ. Biết sao đây. Chưa biết nữa. Hả? Hướng nào à? Này hả? Chuyện cái tay nha à. Ê, ở đây cua nó dễ lên lắm nè. Ừ. Đụng nhớ em, em kín lắm nha. Uổng lắm á. Hàng bự. Đúng rồi đi ơi. Gì vậy? Đã ghê hơn. Cái nước này cua cá gì đó. Đúng rồi. Nghe. Đúng rồi. Đó. Hãy ném nha Tư. Bắt luôn. Bắt cái nước được rồi. Có lý, có lý. Lên. Chưa. Chưa hả? Đang kẹt cái bao tay rồi. Kẹt cái bao tay hả? Ừ. Sao? Ok. Nước chảy đã ngon to ngót chút. Sáng đi ảnh thấy trời chuyển mưa lên đông. Hên không có mưa, nắng. Dụ lên kìa. Dụ lên mặt nghiêm dữ. Im rồi, im rồi. Lên bạn. Khoan. Ồ, có lý, có lý. Không phải con cua này đào. Không phải cua này đào đâu. Ờ, cua khác. Còn cua khác hả? Đây, tẹn tẹn. Chói cái đi rồi làm ăn cua nuôi sao? Chói đi xong rồi lắp hàng cũ. Ngọn nước vậy không rồi cả nhà. Mà nằm đâu dưới mấy gốc dừa. Nằm đây không biết. Hang bự lắm đó Tư. Ờ, đâu thấy hang nổi đâu. Đâu thấy hang cua rồi nó. Chỉ mò là mới đụng thôi. Cỡ nào nước kém, cỡ nào kém cũng không cạn. Không cạn nổi. Nước nó chảy liu liu mà. Nước kém dữ thì nó cạn cái này chứ. Đầu còn trăm mấy chục lỗ. Nói chung là cái miếng đất đó, trên lãng lá trên đó đó. Là lỗ cua đào không chứ không có thấy đất nữa. Nét luôn mà mới bắt được có con em này nè. Hên lắm rồi đó. Hên. Nhờ anh xiên anh mò. Rồi để anh lắp hang lại xong rồi anh em mình đi chở ngược về bên kia. Gì? Anh gặp hang của người ta bắt rồi nè. Mà có xả mà dính nhem. Cốp cốp coi. Sao à? Tôi nghĩ không? Cái cua lột. Cua lột hả? Hốt về cho ngoại. Sâu à?
Nhìn dữ nè. À, trời nay đây tao bắt cua quá trời cả nhà. Mát hết rồi. Con ngắt cây. Ngắt nhẹ quá. Hốt cua cha ghê vậy. Hốt bánh lên luôn đi. Cua lột quá đã luôn, nhuốc luôn. Cua này ăn mà không bỏ gì luôn. Cua này ăn là khỏi chê luôn. Lên, lên. Ui, xuống không? Ôi, cua lột. Ôi ôi, nhuốc luôn. Đã gì rồi. Ôi lột xuống luôn cả nhà, quá trời. Rồi bỏ vô đi cả nhà. Rồi bỏ vô úm lần hoàng nha. Rồi đi. Gặp con cua. Đó, bắt con cua chia dưới. Chia ra đi anh hú. Đúng cái gì? Ừ. 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 Móc này đâu có nghe tiếng không? Làm rụt rột đó. Gió mát kìa. Gió giống gió Tết. Lên. Trời ơi. Trời người 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 người. Xúc. Ừ. Phía bên cái ao nước bên đây nữa. Không có không? Này đụng dấu cầu thủ bắt mấy bữa trước nát bấy rồi cả nhà. Bắt gì tự lưa chưa. Mình môi á, cua này gặp cầu thủ ngon dữ hơn. Đụng hăng nào vào con nấy. Rốt mình nát đã. Xong. Đi. Gặp cái hang cua nữa. Cũng lâu vét. Cũng lâu vét không cũng bỏ. Làm ghê. Không giữ. Không giữ hết kia. Đó. Thôi. Làm ghê. Hả? Ờ. Bự. Bự. Chi anh làm. Anh làm thế ghê luôn. Hết chạy. Anh làm quá mà. Lúc bớt lúc bớt. Em nữa. Lý. Mớ bắt quỳnh đó còn con đó nha. Đó. Anh cứ tìm bác á. Lội. Nãy mình cũng nhìn qua thấy đúng mà đây nè. Ghé vô đây bắt cái mớ nữa. Rửa đi. Rồi, bỏ cua vô đi tiếp đây nè. Xong, xong. Ok. Dợp khổng lồ nằm khơi. Này anh ở xì nước rồi. Anh tới bỏ vô tí. Hả? Bỏ vô. Bỏ quên. Giọt thì bán. Giọt bự chứ. Thôi, hai anh em mình đi quần một khúc nữa không có. Giờ hai anh em mình ra tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong lên quay thành quả một ngày bắt cua cho cả nhà xem nha. Rồi, đây. Thành quả một ngày của hai anh em mình lặn lội đi bắt cua đây cả nhà ơi. Này cô Lý. Nay cũng được may mắn á. Con cái già hết. Mấy hạt. Quá. Không sao, không sao. Như vậy là quá ổn rồi. Có nguyên tụng vậy chứ nước. Dập.
lúc nào cả mình có bắt mới dợp không quay có dợp. Cua đấy dợp này bự ừ để được con xuống mình không quay mà được con xuống nữa mà đó. Ôi số que rồi mà còn đường dưới ta con này mới bắt thì sao không? Ừ. Còn đây à. Thành quả đấy. Cũng được chứ bộ ai làm gì anh đó, xuống thơm. Đây là dợp của mấy anh em mình, hai anh em mình đi bắt á, một ngày luôn khô được như đây. Hai bốn sáu tám mười con, mười con là nhỏ tính với con của lộc. Hai anh em về trên đây rồi dưới rừng hết nước bắt rồi cả nhà, nên hai anh em về trên đây sáu dợp. Sáu dợp rồi cả nhà, cho hai anh em mình kết thúc video ở đây. Cả nhà xem yêu mến đến hai anh em mình, cho hai anh em xin một lượt like và một lượt đăng ký nha, để anh em mình có động lực cho nhiều video hơn nữa cho cả nhà xem. Giờ thầy xin chào và tạm biệt, chào cả nhà nha.